một loại núi lửa đặc biệt, nóng đượm cay nồng từ ớt đỏ chín 100%, đường ớt Jinsu mới như ngọn lửa ấm của mẹ, cho cuộc sống thú vị hơn, cho món ăn đượm vị cay bùng lên vị ngon. Quá, con mời mẹ. Làm mới dậy cảm xúc mỗi ngày. Jinsu mới, cây ngon cho bùng cảm xúc. Jinsu Foods.